Tiếp theo thì mình sẽ tô màu thân cây nha các bạn. Như vậy thì mình đã tô xong những cái thân cây rồi nha các bạn. Như vậy thì mình đã tô màu hoàn thiện xong bức tranh về những con côn trùng rồi nha các bạn. Các bạn đừng quên đăng ký kênh và ủng hộ cho mình nha. Xin chào và hẹn mọi người những video tô màu tiếp theo của mình.